tôi xin giới thiệu trận thi đấu tiếp theo ở Lèo số 12 giữa hai đô Bê Doanh Bắc Giang. Mang trang phục màu đỏ gặp Đức Quyền Tam Hiệp mang trang phục màu xanh, mời hai đô vào giữa sân. Trọng tài Nguyễn Văn Thịnh. Hai đô ngồi xuống. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đẩy. Vâng, trong luật vật dân tộc toàn quốc quy định của Tổng cục Thể dục Thể thao, nếu các đô hạ đô lên thảm, lên sân sới tham gia thi đấu thì phải làm thủ tục xe đẩy, mà xe đẩy là phải ba lên, ba xuống, ba ra, ba vào, mà xe đẩy phải đúng quy định. Nếu không đúng quy định, ban tổ chức cho bắt xe đẩy lại. Nếu xe đẩy lại mà không đúng tiếp thì sẽ bị nhắc nhở và cảnh cáo. Vâng, các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Vâng, rất là nhanh, rất tuyệt vời. Ra sới rồi, mời hai đô vào giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Mời hai đô vào giữa sân. Trọng tài lưu ý là đô đỏ đã giơ tay xin tạm nghỉ. Sau trận thi đấu ở Lèo số 12, mời hai đô Văn Hảo Hoài Đức gặp Duy Long Bắc Giang. Các đô chuẩn bị thay trang phục. Trọng tài Nguyễn Đăng Khoa. Mời hai đô vào giữa sới tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Nhiệm vụ xuất sắc ở Lèo số 12. Nếu mà Đô Doanh thua thì Đô Doanh muốn tham gia thi đấu vào để tham gia giữ giải và phá giải thì phải xuống tiếp tục tham gia thi đấu ở hệ thống giải Lèo. Rồi. Trọng tài lưu ý. Mời trọng tài thảm vào hội nghị. Vâng, hiện nay là cũng không phải lý do mà về sức khỏe, nhưng đặc biệt luật là luật, thi đấu là thi đấu, chứ chúng ta không dựa từ từ. Chúng tôi tạm thời phân tích
ở trận đấu này, nghĩa là vừa qua bằng một kỹ thuật nâng bổng đối phương, nhưng vì ở sát mặt thảm, ở thảm và thảm đỏ là thảm quy định là thảm cấm, nhưng trọng tài ở phía bên trong nghĩa là phát hiện là chậm. Do vậy trong trận đấu này ban trọng tài chúng tôi thống nhất là đội búa xanh thắng cuộc.